Vẫn vừa hấp xong trứng vịt muối bắc thảo với trứng thường ha mọi người. Thì vẫn mời mọi người cùng thực hiện món trứng hấp với Vân ha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Vân mới đi mua được ít cái trứng vịt muối, trứng bắc thảo này. Xem tiền thì Vân hấp và Vân chia sẻ với mọi người luôn ha. Thì Vân làm gồm ba nguyên liệu là trứng vịt muối, trứng bắc thảo, trứng thường. Thường thường Vân cũng hay bỏ nấm mèo. Bỏ nấm mèo hay là còn gọi là mộc nhĩ ha, nhưng mà hôm nay Vân không bỏ. Bỏ cũng được mà không bỏ cũng được cũng không sao ha mọi người ha. Thì Vân nêm vô bột ngọt với là tiêu. Ai ăn ớt được thì bỏ ớt ha. Vân rửa mấy cái trứng này sạch sẽ ra. Thì Vân bỏ cái này qua bên ha. Cái này dễ làm lắm mọi người. Nhà bạn hay vậy lên. Cái này là trứng bắc thảo ha. Cái này vẫn nói lộn, cái này là trứng vịt muối. Bên này trứng bắc thảo này. Ui da. Vẫn bỏ cái này sang ngoài lát, vẫn cắt á. Vẫn bỏ đây tí vẫn cắt ra. Trứng này họ ăn sống luôn mọi người. Đây, trứng này này. Trứng này vẫn thấy họ không cần luộc lên á. Mấy hồi ông chủ vẫn ở trên Sài Gòn á. Vì là mấy ông bà nó thì đưa cái trứng này ra nhậu đấy. Mua ở chợ xong rồi đưa ra nhậu luôn nó vẫn không thấy. Dẹp đây cái quả này luôn. Chỉ có trứng trứng này mới trứng vịt muối này mới phải cắt ra thôi, tại vì cái đó nó cứng á. Thôi vẫn đánh đi. Nó mèo vào thì giòn giòn. Để chứ mình đi kia qua tay mình vẫn cắt cái này ha. Cắt cái trứng vịt muối này. Vịt muối này cũng làm cũng đơn giản lắm mọi người. Ta không bỏ ra hết đâu. Cắt từng lúc. Dẻo dẻo mọi người, từng từng dẻo dẻo thôi.
Chỉnh ghê. Vẫn mày hôi vẫn xiếng xiếng à. Vẫn cũng làm vịt muối. Làm vịt muối chừng nửa tháng là cũng ăn được rồi. Nhưng mà mình muốn cho hẳn mặn hơn á thì mình muối 1 tháng. Phải bỏ ít bột ngọt xuống này thôi. Đây vẫn có tiêu hột nhưng mà vẫn bỏ tiêu bột thôi. Rồi đánh ra. Rồi đánh đều hiện nay thì vẫn bỏ đấy vẫn hấp ha. Vẫn bỏ vô hấp được 10 phút rồi mọi người. Nãy giờ vẫn hấp được 25 phút rồi mọi người. Cái này là giờ được rồi. Vẫn chọc đùa của mình thấy chín nữa ha. Vẫn vừa hấp xong mọi người. Thì giờ vẫn bỏ vô một chút xíu tiêu trên mặt ha, tiêu bột ha. Thì bỏ ớt, ớt này thì màu cam ha. Nhà vẫn hết ớt đỏ rồi. Thì nhà vẫn vẫn bỏ cái ớt cam. Giờ vẫn sẵn ra miệng cho mọi người coi ha. Như này mọi người, ba màu ha, màu trứng bắc thảo, trứng vịt muối, rồi trứng trứng thường ha. Cái này ăn với cơm nóng cũng ngon. Nhà Vân thì thỉnh thoảng hay làm ăn ha, thì Vân chỉ có nếm bột ngọt với tiêu thôi ha. Còn trứng này mặn rồi nên Vân không nếm gì cả. Không nếm hạt nếm ha, nếm hạt nếm vô nữa là mặn ha. Thì Vân xin kết thúc video ở đây. Vân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã coi hết video của Vân. Mọi người yêu mến kênh Vân thì cho Vân xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ Vân. Vân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Bye bye.